Dạ, anh em quay lại kênh của mình nha. Tại mấy bữa nay có mấy anh em có nhắn tin với lại kênh mình, hỏi mình là giống như hồ cá mà mini tầm một khối đổ lại anh em. Thì mình lựa chọn cái máy bơm như thế nào để nó hoạt động hiệu quả anh em. Thì ở đây trước khi mà mình nói chọn cái máy bơm thì mình nói đến cái bơm của cái hồ mình trước. Như những cái clip trước thì anh em thấy rồi, hồ mình ở đây mình sử dụng hai máy. Ở đây là mình không khuyến khích anh em sử dụng hai máy nha. Hai máy đây là do giống như là ngày trước anh em, cái hồ mình là hồ mini, nó nhỏ hơn cái này. Mình chỉ sử dụng một cái máy hiệu là 3500 thôi. Nhưng mà thật sự 3500 đó là cái tên của nó thôi anh em. Còn cái lưu lượng nước của nó là nó chỉ có hình như là 2000 mấy lít trên một giờ thôi. Thì sau khi mà mình nâng cấp cái hồ nó lên rộng ra thêm tí xíu nữa thì mình thấy nó hoạt động như vậy cũng quá yếu đi. Nó có chỉ 2000 mấy mà cái hồ này của mình là hình như là 500 lít hơn á. Thì mình thấy là cái hiệu quả của nó là không có được cao, cho nên là bổ sung thêm cùng một cái máy nữa, là cái máy này là hiệu 5300. Cái máy này là hiệu 5300 anh em. Rồi hai cái máy mà là mình hoạt động một lượt luôn thì cái dung tích nước của nó đó mà một giờ nó hoạt động á là tầm cỡ 5200 lít anh em. Thì nếu như mà anh em mà cái hồ của mình là tầm một khối đổ lại giống như của mình á, thì mình khuyến khích anh em luôn, anh em mua cái máy á, mà cái hiệu suất của nó tối thiểu nhất là nó gấp 7 lần so với lại cái thể tích nước của cái hồ mình anh em nha. Giả sử như cái hồ của mình là một khối thì anh em mua cái máy là 7000 lít trên một giờ hoặc là 10000 lít trên giờ. Và nếu như anh em có cái ý định mà mình sử dụng cái nước sạch khi nó qua lọc xử lý trả về hồ chánh anh em, mà mình làm cái thổi luồng với lại là cái tạo oxy Venturi giống như cái của mình mà hai cái clip gần đây mình hướng dẫn cho anh em á, thì anh em có thể là chơi cái máy gấp 10 lần luôn. Có nghĩa là cái hồ của mình là 1000 lít thì anh em mua cái máy là tầm 10000 lít trên một giờ. Lý do là khi mà mình mua cái máy gấp 10 lần á, thì cái lưu lượng nước nó sẽ được qua cái bộ lọc của mình anh em, nó xử lý nhanh hơn, thì nó xử lý càng nhanh càng tốt. Có nghĩa là mình đừng có làm nó quá thôi, nó quá mạnh thôi, chứ còn nếu mà hồ mà một khối thì anh em mua cái máy 10 lít là sử dụng nó cũng là gọi là ok luôn á. Có nghĩa là khi mà nước sạch mà anh em đi cái hệ thống lọc giống của mình nha, thì mình nước nó chảy vào chánh, mình chế mình vừa làm thổi luồng mà mình vừa làm oxy luôn anh em, mà mình không có cần phải mua máy oxy. Mình thấy trên hội có nhiều anh em á, giống như hồ lọc rồi mà còn mua máy oxy mình giống vô nhiều. Đó là cái lý do mà sau này khi mà cúp điện anh em, cá của mình nó dễ chết á. Tại vì bình thường khi mà nước anh em trả về hồ chánh mà mình chế theo cái cách giống như mình, nó đã có oxy rồi mà anh em mua thêm 2-3 cái máy sủi anh em sụp nữa, thì đâm ra con cá nó sống trong một cái môi trường oxy nó quá nhiều đi, nó quá nhiều đi. Cho nên là sau này khi mà cúp điện tầm 1 tiếng 2 tiếng á, thì thường con cá nó sẽ rất là mệt, nó chịu không có được. Còn ở đây giống như là khi nước mà mình trả về hồ chánh anh em, là giống như á, là mình chế nó làm thổi luồng với lại là oxy luôn á, thì mình không có cần phải sử dụng thêm cái sủi oxy nữa anh em nha. Thì cứ như vậy là mình sử dụng thôi, cứ như vậy là mình xài thôi, thì nước nó vừa được xử lý nhanh nè, sạch nè, mà trải nước sạch trải vào chánh, mình vừa chế thổi luồng, mình vừa chế oxy, mà mình không có cần phải sử dụng thêm máy thổi luồng hoặc là máy sủi oxy, vừa tiết kiệm điện mà nó vừa không có làm gồ ghề những cái vật cản nó để trong hồ, để cá nó bơi nó không có bị cái tình trạng là bị trầy xước mà anh em nha. Rồi thì ở đây mình xin nhắc lại một lần nữa là đối với những anh em nào đang có ý định xây hồ hoặc là đang chơi cái hồ mini tầm một khối đổ lại giống như mình, thì nếu như mà anh em mua bơm thì mình lựa cái máy bơm cái dung tích của nó tối thiểu nhất là gấp 7 lần so với lại cái thể tích của cái hồ mình anh em nha, hoặc là 10 lần. Thì nếu mà theo mình á, là 7 lần cũng được, nhưng mà nếu mà là mình sẽ chọn cái máy là gấp 10 lần anh em nha. Nó xử lý sẽ rất là tốt. Giống như cái hồ mình đây nè anh em thấy không, hai máy mình sử dụng nó đã là 5000 mấy lít trên giờ rồi, nhưng mà theo cảm giác của mình thì mình cảm thấy nó vẫn còn gọi là hơi yếu anh em. Có thể là khả năng là trong vòng 1-2 tháng nữa mình sẽ tăng bơm, chắc chắn là mình sẽ tăng nó lên 7000 hoặc là 8000 lít trên một giờ. Thì lúc đó là cái nước nó sẽ được xử lý nhanh hơn nữa, thì nước nó sẽ trong hơn nữa, nó tốt hơn nữa, và cái hệ vi sinh của nó sẽ mau phát triển nữa anh em nha. Cá nó khỏe hơn nữa. Lý do là cái thổi khi mà mình tăng bơm lên anh em, thì cái thổi luồng nước nó trả về hồ chánh sẽ nhiều hơn, và cái thổi luồng nó sẽ mạnh hơn, oxy nó cũng sẽ nhiều hơn, và nó giúp cho con cá mình vận động nhiều hơn.
khỏe hơn và nó sẽ không có bị cái tình trạng á, là giống như lờ đờ anh em, giống như luồng mà nó nhỏ đi, nó nhẹ đi thì con cá mà nó bơi ít, còn khi mà luồng mạnh thì chắc chắn là con cá nó phải chuyển động thôi, nó phải bơi thôi, thì nó sẽ giúp cho con cá mình khỏe hơn, lanh hơn. Và đặc biệt khi mà nước mà nó được xử lý á, giống như anh em thấy là lý do sao mà mình nói lựa những cái máy nó gấp 7 lần hoặc gấp 10 lần để nước nó được xử lý trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhanh, trong. Thì khi mà nước trong á, con cá nó rất là khỏe. Mà con cá coi nè, nếu mà anh em nào mà đã nuôi lâu rồi, anh em để ý coi coi mình nói có đúng không nha. Nếu mà cái hồ nước của anh em á mà xử lý nước trong, nước sạch, con cá anh em mua cá Việt xấu luôn, nhưng mà nó lên cái màu đậm nhìn rất là đẹp. Còn nếu mà anh em nuôi cá Nhật hay là cá Trung gì cũng vậy, đẹp cũng vậy, mắc tiền cũng vậy, mà nếu như mà cái lọc của mình nó không ok, cái máy bơm mình xử lý nó quá nhẹ, nó quá yếu đi, thì cái nước nó xử lý không được tốt á, cái luồng nó không được mạnh, nó oxy nó không được nhiều á, thì đâm ra là nước dơ nó sẽ làm cho con cá mình lờ đờ, nó yếu. Còn nếu mà anh em làm cái là dàn lọc ok, cái bơm của mình lựa chọn tối thiểu nhất là gấp 7 lần và 10 lần thì mình đảm bảo luôn, vừa chế được luồng cho hồ cá, vừa làm oxy cho hồ cá, vừa tiết kiệm điện, mà cái hồ của mình nó luôn luôn trong, nước luôn luôn đẹp, cá luôn luôn khỏe, và nó không có bị cái hiện tượng là giống như là cá mà nó bị bệnh luôn anh em nhé. Thì cái máy bơm này cũng là một trong những cái phần để nó góp cho, nó giúp cho cái hồ cá của mình được hoàn thiện, đẹp hơn về mặt nước, xử lý nước tốt hơn về mặt giúp cho cá khỏe và tạo oxy cho hồ cá. Thì khi mà anh em muốn mua bơm anh em, thì anh em nên lựa cái máy bơm tối thiểu nhất là gấp 7 lần và tối đa là gấp 10 lần anh em nha. Ở đây là mình đang nói cái hồ từ một khối đổ lại anh em nhé. Mình đừng có mua yếu quá thì nước nó xử lý không có tốt, và mình phải tốn thêm cái tiền là giống như là mua máy thổi luồng hoặc là mua máy sưởi oxy anh em. Sưởi oxy thì anh em chỉ cần mua những cái máy tích điện thôi, để khi mà cái hồ mình nó bị tích điện á là mình sử dụng cái máy tích điện đó mình xài. Còn một khi mà mình hồ mini rồi thì mình mua cái máy nó gấp 7 lần, gấp 10 lần để cái luồng với lại là cái sủi oxy mình tự chế luôn, không cần phải mua máy anh em nhé. Thì đây là theo cái quan điểm, cái ý kiến riêng của mình, giống như cái hồ mini mình đã từng xài máy yếu rồi, mình thấy cái nhược điểm của nó, và khi mà mình sử dụng hai cái máy, cái lượng nước trong cái hồ cá mình nó được xử lý nhanh đó anh em. Giống như 500 lít mà mình sử dụng hai máy này thì nó là đã 5.000 lít là nó gấp 10 lần rồi, thì mình thấy cái hiệu quả nó đạt được là nó tối ưu hơn so với lại là mình sử dụng cái máy gấp 3 hoặc gấp 4 lần anh em nhé. Thì nói chung là bữa nay cái clip này thì mình chia sẻ với anh em về cái cách để mình lựa chọn máy bơm tối thiểu nhất là gấp 7 lần và tối đa là gấp 10 lần anh em nhé, để mình vừa chế thổi luồng vừa chế oxy nếu như anh em đi theo cái hệ thống lọc giống như của mình anh em nhé. Rồi thì giống như anh em nào đang chuẩn bị ý định xây hồ một khối, hoặc là cái hồ ở nhà của mình máy bơm đang yếu, có ý định tăng bơm, thì nếu mà anh em tăng bơm thấy nước xử lý nhanh tốt, thổi luồng mạnh, oxy ok, thì nếu mà anh em thấy những cái mà mình chia sẻ từ trước giờ nó đem lại những cái hữu ích, nó đem lại những cái coi như là mặt tốt, thì nếu mà anh em cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nha, để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha anh em. Rồi thôi, mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Chúc anh em mình nhiều sức khỏe nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhé.